Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và ngày hôm nay thì mình đang ghé qua server Ấn Độ, tại bên này có một quả nó hơi bị độc lạ mà không có một server nào ở trên thế giới có cả. Ok, thì chúng ta cũng được biết là cái thẻ Buya ấy thì nó có cái hộp ở cuối, nó có những cái phần quà đặc biệt đúng không? Đấy, thì ở các server khác thì họ đã bỏ những cái quà đặc biệt ở trong này đi rất là lâu rồi, tức là từ cái thẻ Buya Pass mùa 1 đến giờ thì chúng ta không có thêm những cái quà đặc biệt nào nữa. Đấy, nhưng mà méo hiểu sao nha anh em ạ. Vâng, không hiểu sao riêng server Ấn Độ này làm quả độc lạ thật sự luôn. Làm quả độc lạ nó phải gọi là không thể nào mà hiểu nổi. Vâng, làm quả độc lạ anh em biết là gì không? Đây, tôi cho anh em xem. Đây nha, cái hộp Buya BP4 của nó ấy, thì vẫn bình thường. Cái hộp BP4 thì vẫn bình thường thôi, những đồ khác thì vẫn hết sức bình thường. Nhưng mà riêng cái hộp BP đặc biệt ấy, riêng cái hộp BP đặc biệt thì nó lại gọi là khác biệt. Đấy, nó lại gọi là khác biệt luôn. Đấy, nó lại có cái gì ạ? Và đây, nó có, đó là thẻ vô cực. Và đây là thẻ vô cực mùa 5. Và thẻ vô cực mùa 5, đây cái hộp BP bình thường vẫn thế nhá, nhưng mà riêng hộp này nó lại đặc biệt đây, thẻ vô cực mùa 5. Đấy, bộ hải tặc nam và hải tặc nữ. Đấy, đỉnh không anh em? Đấy, xui. Và đây là thẻ vô cực mùa 10. Ui trời ơi. Và nhưng mà đừng anh em là bảo tôi test cái này nhá. Và test cái này thì không biết bao nhiêu tiền mà vừa đâu. Đấy, tại vì xác suất ra nó cũng sẽ thấp thôi. À, nó tự nhiên nó có hai quả thẻ vô cực mùa 5 hay mùa 10 anh em ạ. Vãi trưởng chả hiểu kiểu gì. À, rất là khó hiểu, không hiểu sao tự nhiên bên gai nào lại nhét vào đây. Ai sợ ơi, và đúng là bên server Ấn Độ ấy rất độc lạ. Đợt trước thì họ ra cái vòng quay mà cho chúng ta mua đồ thẻ vô cực với giá rẻ. Bây giờ thì lại cho thẻ vô cực mùa 5 và mùa 10. Thực ra thì tôi không biết là hai mùa này có nhiều người thích hay không. Cái mùa 5 thì chắc là có nhiều người thích, nhưng mùa 10 chắc là chả ai thích mấy. Mà ngoài ra nhá, ngoài bộ trang phục nhá, là trong cái hộp này còn có tất cả những cái đồ đến từ thẻ vô cực mùa 5 và mùa 10. Đấy, dã man không anh em? Đấy, quả lựu từ 1 tỷ năm trước luôn. Đấy, xong rồi đấy, MP40 thần thoại Ai Cập này, và M219 thần thoại Ai Cập này, toàn hàng hiếm này. Ba lô mèo Moon này, có ba lô này bây giờ hiếm ra phết đấy nhá. Đó, ui giời, đôi đầu đôi mắt Ai Cập trông tếu thật sự luôn. Đấy, xuống ván thần ra, quả ván của quả hào quang to vãi trưởng luôn. Đấy, đây là cái hộp hòm xác bẫy chết người này, hòm xác này rất là đẹp. Đấy, đây là một hòm xác rất là đẹp, nhìn rất là ngầu. Đấy, phong cách của Free Fire ngày xưa nhìn trông nó ngầu, nó bí hiểm anh em. Đấy, đây là đầu con mắt Horus này, đầu trông buồn cười thật sự, quả đầu trông dã man. Đấy, đây là quả hòm xác kim tự tháp này. Đấy, thì đấy là cái thẻ vô cực mùa thứ, thẻ Buya mùa thứ tư, nhưng mà chỉ có server Ấn Độ ra thôi nhá. Một cái server khác cũng vận hành giống server Ấn Độ ở server Sinh, nhưng mà họ lại không có cái này. Cái này thì hình như là chỉ có duy nhất server Ấn Độ và server Bangladesh là có hai, là có cái này thôi. Đấy, hai cái server mà thật ra thì tôi không biết bây giờ còn nhiều người chơi với server này không. Đấy, nhưng mà tìm trận nó vẫn nhanh. Đấy, trời ơi, giá mà server Việt Nam có cái này thì anh em mua bằng chết nhờ, hiến máu bằng chết luôn. Đấy, ok, nhưng mà ngoài ra thì nếu không hiến ở đây thì anh em có thể ghé qua Riaki Store để sắm cho mình một mẫu tai nghe cách âm chống ồn, giúp cho anh em bắn Free Fire, bắn rank, leo rank lên tầm huyền thoại một cách đơn giản như đan sổ. Từ ngày tôi dùng tai nghe ở bên Riaki Store ấy, tôi bắn lên huyền thoại ở mầm luôn, trận nào cũng phải tầm MVP. Đấy, mua một tai nghe tặng ngay một mini Lego, mua một quà tản nhiệt tặng ngay một bao tai Memo nha anh em nhé. Đường link tham khảo Shopee Riaki Store HN với khu vực Hà Nội và Riaki Store HCM với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam. Còn miền Trung anh em mua ở tai nghe ở shop nào cũng được. Đấy, thời gian ship là như nhau. Đấy, đây thì đây chính là thẻ vô cực mùa 5 đây anh em. Anh em thấy trông đẹp không? Đấy, trông rất là đẹp luôn. Đấy, tính ra trông khá hay. Ô, phát hiện ra một thằng anh em ạ. Và ui giời, chúng mày đi đâu con sâu? Đây rồi. Ôi, bạn đặt kèo đây là bạn dở rồi. Bạn nát đít. Đấy, đặt kèo đây là bạn dở rồi. Ui một thằng. Ui xôi, cái này ngáo à? Vâng, ngáo à? À, lên công đồng đội tao. Công đồng đội tao bắn tung người luôn. Trời ơi, đồng đội mình bắn cover hay thật sự. Đấy, một tình huống cover địch chết ngay. Chết ngay anh em ạ. À, chết ngay được bắn thịt say. Anh em thấy quả M219 uy tín không? Nói chung là bắn cái này tôi chỉ thích chơi M219 thôi nhá. M219 nó bắn rất là uy tín, bắn cực kỳ mạnh luôn. Đấy, ôi ta lại có người này. Vâng, đi đến đâu cũng gặp người là như nào nhỉ? Ui, không thấy đâu cả. Đây rồi, đây rồi. BMT cún lại thêm một mạng nữa. Ngon lành cành đào. Ui đây rồi, nấp sau gốc cây. Nấp sau gốc cây là bạn dở rồi. Ui tận hai thằng nấp sau gốc cây ạ.
cơ hội thì xả đồ đấy còn gì nữa. Cơ hội là mình xả một đống sát thương vào đầu địch còn gì nữa. Đấy, làm sao mấy hôm mình bắt đầu chơi rank ấy. Và mấy hôm vừa rồi tôi bận cái rank tử chiến. Đấy, mấy hôm nay bắt đầu quay lại chơi rank ấy. Chúng mày chết. Làm cái ở phóng lựu còn gì nữa. Úi giời, nó bắn tôi anh em ạ. Nó bắn tôi. Tên lửa nó bắn vào người thì phải gọi là tung hết cả người. Nào ông lửa Sonoku chết bây giờ. Lửa Sonoku chạy qua cẩn thận đấy, toang bạn đây. Lửa Sonoku cẩn thận toang bạn đây. Ôi. Vâng, gặp hạ được lỡ anh mê bắp rồi. Úi giời, lửa Sonoku lại làm hai mạng à? Mạnh thế. Và mạnh thế. Vì lửa Sonoku đúng là ôi trời, lửa Sonoku bị nó bắn chết rồi. Đấy, vẫn còn đồng đội nó đây này. Và làm ngay một mạng chết ngay. M249 sấy uy tín. M249 sấy là uy tín. Rồi, thằng kia tên là tao ăn cớt. Đấy, đặt tên nó không đặt tên nó tử tế. Tao ăn cớt, tròn cớt luôn. Ăn cớt này. Thích ăn cớt này. Mày đi đâu con sâu? Đi đâu con sâu. Đấy, đâu rồi. À, ui trời ơi. Và nó mày lút đống đồ luôn. Tôi phải kiếm thêm đạn phát. Đạn mình hơi ít. Đấy, kiếm thêm đạn. Đấy, làm ngày ở ra 4. Ui, thằng này có bộ hồi phục này. Ui, thằng này giàu ấy. Và, ui, 10 quả keo rồi. Trận này không top 1 lại hơi phí. Đấy, không top 1 lại phí. Trận này thì tất cả team mọi đều biết vòng bo cuối ở đâu. Tại vì là nó có cái nhiệm vụ ở hiện luôn cái vòng bo cuối. Thật ra tôi không thích cái nhiệm vụ ấy lắm đâu. Đấy, tôi không thích cái nhiệm vụ mà hiện luôn vòng bo cuối ở đâu. Tại vì cái nhiệm vụ hiện luôn vòng bo cuối tôi thấy nó cứ sai sai ấy. Kiểu như bây giờ chơi ấy, kiểu ai cũng biết bo cuối rồi thì ai người ta cũng vào trong này người ta đứng chờ sẵn ở trong này nó hơi bị chán. Đấy, chính là bo cuối là nó chỉ nên hiện bo gần cuối thôi. Còn bo cuối hiện luôn này cảm giác hơi ảo ma đúng không anh em? À, tự nhiên hiện luôn này còn cần gì phải kỹ năng chạy bo thứ nữa. Đấy, cứ bảo sẵn là bo cuối mà đứng nó lại dễ. đắp thêm đồ thôi. Mua gì nữa nhỉ? Đấy, súng lục địa này. Ôi dồi, có một thanh niên ở ngoài kìa. Có một thanh niên ở ngoài, Đức Bảo 75 định làm tí móc lộp nhưng mà không ăn thua. Móc lộp với chúng tôi này. Ok. Và một cái hé lộ khá hay nhá là mình mới phát hiện ra là ở trên kênh của bên nước ngoài ấy, họ mới hé lộ một cái mặt nạ. Đấy, cái mặt nạ này thì nó lại giống cái mặt nạ, nó chính là cái mặt nạ của chiến thần dung nham nhưng mà nó lại màu trắng. Đấy, mặt nạ chiến thần dung nham màu trắng anh em ạ. Và xác định nghi vấn là bên Anna Free Fire họ sẽ sớm có bộ chế tác sơn lại. Đấy, bộ chế tác chiến thần dung nham sơn lại. Ôi, sơn lại này nó lại đỉnh luôn anh em ạ. Và tiện quả mặt nạ trắng không biết là nó có hiệu ứng gì không. Tại vì là cái mặt nạ kia thì nó có hiệu ứng bốc lửa mắt và rất nhiều anh em thích cái mặt nạ này. Tôi không biết tại sao anh em thích cái mặt nạ này. Tôi thấy trông nó hơi dị. Đấy, trông nó hơi quái mà nhiều anh em lại thích cái mặt nạ chiến thần dung nham, mấy cái bộ chiến thần ở trong bộ chiến thần ấy. Đấy, tôi cũng không biết tại sao anh em thích cái bộ ấy nữa nhưng mà thôi anh em thích thì tùy. Ôi giời, có xe kìa. Ôi giời. Ui, có tản hai thằng ạ. Và ui xui. Và lao lên như một vị thần. Ui, cậu lại bắn nó chết những thằng đần bây giờ. Ấy à. Và chỗ này đông ấy nhở. Và chỗ này đông rồi. Chỗ này đông có vẻ 0001 lắm rồi. Ha. Chui trong nhà xịn vê. Chui trong nhà vệ sinh anh em ạ. Làm ngay quả UAV quét phát hiện ra toàn bộ team địch ở đâu luôn. Ui xui, lửa Sudoku gần hay thế nhở. Và lửa Sudoku với ông này rank vàng bắn hay thật đấy. Ông này rank vàng hôm trước tồn cảnh ông này lòi mắt ra hôm nay bắn hay thế. Và làm sao đấy, tôi đã phát hiện ra một con hàng ở phía trên đồi. Nó định căn ke thôi. Ui hồi, chỗ này gọi là dừng đạn luôn. Chỗ này thì bao nhiêu đạn cho nó vừa. Và bắn xong ra bắn tiếp. Tầm này cứ thấy địch là sấy. Không cho chúng nó thời gian để hồi máu anh em ạ. Thấy địch là sấy thôi. Sấy gắt chưa, đau chưa. Ui, lửa xuống cù lao lên kinh ấy. Ui hồi, lên. Vẫn còn người kìa. Vẫn còn người anh em. Ui ôi, nó bắn khó chịu nhỉ. Và nó bắn hơi bị khó chịu đấy. Nó bắn hơi bị đau đấy anh em ạ. Và mày thế. Ui, đồng đội mình bắn có uy tín. APX thắng còn biết hồi máu đó. Đùa, chơi cái team mà đồng đội biết hồi máu này thì kiểu gì chả win. Đấy, mấy con hàng này được đặt kèo đây à. Sấy hết tất cả các thể loại kèo. Luôn. Nào vào bo đi anh em. Nào bo đi. Trận này win chẳng chặt rồi. Team mình 4 ông lực như thế này, 1/3 bản đồ là người team mình. Ôi trời, con này còn đứng ở đây nữa. Thế thì mình phải thịt nó con này thôi anh em. Mình thịt nó con này thôi. Mày chết rồi. Đấy,
ai chà, ai chà, và một tàu móc lốp nữa thì chịu đấy. Này mày mày, ôi, nó vẫn chưa chết kìa, và nó vẫn chưa chết. Lờ inh mê bắp thêm một mạng nữa. Wicker Six, à, wow, loanh quanh đây à, bắn nó tung người luôn. Ủa thôi, lửa Sudoku thịt nó luôn rồi. Và uy tín đấy nhỉ. Và team mình bắn nó cứ uy tín kiểu gì ấy, chơi cứ uy tín kiểu gì, chịu đấy, bó tay đấy. Và trận này dễ, tại vì cả bốn ông team mình, cả ba ông kia team mình bắn đều hanh. À, anh em thấy quả bốn cầu vàng tới chưa? À, thấy quả bốn cầu vàng đỉnh ở chóp chưa? Còn 9 người à? Thế còn 5 thằng ở trên bản đồ nhỉ? Còn 5 thằng lên thịt nó thôi. Ui, và lửa Sudoku lại làm thêm mạng nữa. Và Sudoku xịn rồi. Sudoku này quá xịn rồi. Ui, Sudoku làm mạng liên tục. Ơ kìa, sao các bạn lại bắn tôi? Bạn bắn tôi là tôi không thấy vui đâu nha. Và các bạn bắn tôi không thấy vui đâu nha. Thằng này móc lốp với chúng tôi à? Và móc lốp này. Và lên lốp đi anh em ơi. Đâu rồi, và tôi đợi đồng đội ra. À, lốp thì tạo lốp này. Ha, chơi cả ném lựu, hóa ra là lựu ăn mòn. Cứ tưởng ném lựu kia, giật hết cả mình. Lốp à? Lốp. À, thật lốp với chúng tôi này. Ui, vịt 8 củ. APX thắng lại ăn mạng. Thế còn một thằng nữa thôi anh em ạ. Còn một thằng, đều ơi. Chạy thôi ra ngoài bo ạ. Và đều ơi. Ui, xây bao nhiêu kèo cho nó vừa. Đây anh em ơi. Và chạy ra ngoài bo ơi. Và ôi giời, tự tử luôn ạ. Và tự tử chịu rồi. Và tự tử thôi, chịu của bạn hết. Bạn là nhất. Ok, lại làm trận buya tầm rank huyền thoại bắn dễ thật. Lên rank huyền thoại bắn dễ dã man anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại để mình một like và subscribe để đẹp trai và đứa xinh gái. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video lần sau nha. Bye bye.